dậy xong sáng khoái thật đấy. Ơ, mày đâu từ nãy giờ đấy? Hả? À, tao mới ngủ dậy. What the fuck? Tao mới ngủ dậy, mày ngủ ở trường à? Ơ, mày không ngủ ở trường à? Ừ thì tao không ngủ ở trường, nhưng mà cái vấn đề đầu tiên là tại sao mình ngủ trường. Vấn đề nữa là tại sao giờ mày mới ngủ dậy? Ờ thế còn mày thì đang làm gì ở đây? Bây giờ đang là 2 rưỡi chiều mà. Ờ, tao chơi thuốc. À, mày chơi thuốc à? Báo công an rồi. Mày biết gì không? Trưa nay lúc mày ngủ ấy, tao chích một liều người mày rồi. Mày nói gì cơ? Mẹ thằng chó. Oh shit. Ngủ dậy sáng khoái thật đấy. Oh hello. Mày mới ngủ dậy à?